điểm tin tối ngày 30 tháng 7, Ukraine tuyên bố về chiến dịch ở Kherson, Đức gửi thêm xe tăng cho ký. Nguyên nhân Ba Lan đặt mua gần 50 tiêm kích FA-50 của Hàn Quốc. Đức tắt đèn dùng nước lạnh để đối phó với khủng hoảng năng lượng. Cuối tháng 6 năm 2022, dư nợ bất động sản cán mốc trên 2,36 triệu tỷ đồng. Bộ Giao thông Vận tải lại xin gia hạn thực hiện tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông. Thành phố Hồ Chí Minh, hiệu trưởng kế toán và bếp trưởng một trường tiểu học nhận hàng trăm triệu đồng lót tay. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với mục điểm tin tối ngày 30 tháng 7 của DKN News. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Ukraine tuyên bố về chiến dịch ở Kherson, Đức gửi thêm xe tăng cho ký Quân đội Ukraine ngày 30 tháng 7 cho biết đã phá hủy hai kho chế đạn của Nga khi giao tranh ở Kherson. Kherson là trọng tâm trong chiến dịch phản công của Ukraine ở phía nam nước này, đồng thời là mắt xích then chốt trong các tuyến tiếp tế của Nga. Hãng Reuters dẫn tin từ Bộ Chỉ huy miền Nam của quân đội Ukraine cho biết, giao thông đường sắt qua sông Dnipro tới Kherson đã bị cắt đứt, có khả năng cô lập hơn nửa lực lượng Nga ở phía tây của con sông, khỏi các nguồn cung cấp từ Crimea và khu vực phía đông. Theo đánh giá của các quan chức quốc phòng Anh, Ukraine đã sử dụng hệ thống tên lửa tầm xa được phương Tây cung cấp để gây hư hại nặng cho ba cây cầu bắc qua sông Dnipro trong vài tuần gần đây và cô lập thành phố Kherson, khiến đơn vị số 49 của Nga đóng ở bờ Tây của con sông này trở nên dễ bị tổn thương. Bộ Chỉ huy miền Nam của quân đội Ukraine ra thông báo cho biết, do kiểm soát được các tuyến giao thông chính ở lãnh thổ bị chiếm đóng, giao thông qua cầu đường sắt bằng cách băng qua sông Dnipro là không thể thực hiện được. Bộ này cho hay, hơn 100 lính Nga và 7 xe tăng đã bị hạ trong cuộc giao tranh ở vùng Kherson ngày 29 tháng 7. Kherson là thành phố lớn đầu tiên mà Nga giành quyền kiểm soát sau khi mở chiến dịch đặc biệt ở Ukraine hồi cuối tháng 2. Phó lãnh đạo Hội đồng vùng Kherson, ông Yuri Sobolevsky đã thông báo cho người dân tránh xa kho đạn tạm thời của Nga. Quân đội Ukraine đang phản công và đó mới chỉ là bắt đầu. Thống đốc vùng Kherson, Dmytro Butry nói, quận Berislav bị ảnh hưởng nặng nề. Berislav nằm bên kia sông, ở phía tây bắc của nhà máy thủy điện Kakhovka. Tại một số ngôi làng, không có một ngôi nhà nào còn nguyên vẹn. Tất cả cơ sở hạ à tầng đều bị phá hủy, mọi người phải sống trong những căn hầm. Đức cung cấp thêm xe tăng cho Ukraine Tờ The Guardian dẫn tin từ Bộ Quốc phòng Đức ngày 29 tháng 7 cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng nước này đã quyết định gửi 16 xe tăng có trang bị hệ thống đặt cầu bờ cho các lực lượng Ukraine. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Đức cho hay, các xe tăng Piper sẽ giúp quân Ukraine vượt qua sông, ngòi hoặc các chướng ngại vật khi tác chiến. 6 chiếc xe tăng đầu tiên sẽ được chuyển trong năm nay, bắt đầu từ mùa thu. Thêm 10 chiếc nữa sẽ được chuyển vào năm tới. Xe tăng Piper là loại xe bọc thép hỗ trợ được trang bị hệ thống đặt cầu thay vì tháp pháo, có thể giúp binh sĩ vượt qua mương suối hoặc các chướng ngại vật khác trên chiến trường. Thông báo được đưa ra vài ngày sau khi Đức bật đèn xanh cho phép công ty quốc phòng Krauss-Maffei Wegmann sản xuất 100 khẩu súng bắn đạn trái phá Panzerhaubit 2000 cho quân đội Ukraine, Krauss-Maffei Wegmann xác nhận Kyiv đã đặt hàng 100 khẩu lựu pháo với giá 1,7 tỷ euro và Bộ Kinh tế Đức phê chuẩn vụ này vào ngày 13 tháng 7. Trước đó, Đức đã chuyển 9 hệ thống pháo Panzerhaubit 2000 có sẵn trong kho cho Kyiv. Và số pháo này đã được đưa vào hoạt động từ cuối tháng 6. Nguyên nhân Ba Lan đặt mua gần 50 tiêm kích FA-50 của Hàn Quốc. Theo trang Defense 24, Ba Lan đã quyết định đặt mua 48 tiêm kích hạng nhẹ KAI FA-50 của do Hàn Quốc sản xuất. Các tiêm kích này sẽ được sử dụng để huấn luyện phi công không quân của nước này cũng như hỗ trợ máy bay chiến đấu F-16 nếu cần thiết. Ngoài ra, nếu FA-50 chứng minh được năng lực Ba Lan có thể đặt mua các máy bay chiến đấu khác của Hàn Quốc như KF-21 Boramae hay F-15XG-2 trong nỗ lực biến Ba Lan trở thành một cường quốc quân sự của châu Âu. Sức mạnh của không quân là thứ không thể thiếu. Việc bổ sung một số lượng lớn máy bay chiến đấu là điều kiện tiên quyết để tăng năng lực tác chiến trên bầu trời và ngay cả khi Hàn Quốc không phải là một nhà sản xuất máy bay lâu đời như Mỹ hay châu Âu, các tiêm kích của họ lại tỏ ra phù hợp nhất với nhu cầu của Ba Lan. Ông Marus Blaszczak Bộ trưởng Quốc phòng cho hay, chúng tôi đã cân nhắc kỹ càng các yếu tố như khả năng chiến đấu, tiến độ giao hàng, lợi ích quốc phòng trước khi lựa chọn các tiềm kích do Hàn Quốc sản xuất. Các nhà sản xuất lâu năm như Mỹ và châu Âu không thể đưa ra những cam kết chuyển giao trong thời gian ngắn như Hàn Quốc. Ngoài ra, mức giá của phương Tây cũng không hợp lý bằng. Theo dự kiến, tiêm kích FA-50 đầu tiên sẽ được giao vào đầu năm 2023. Cũng theo ông Blazak, một ưu thế đặc biệt khác khiến FA-50 được lựa chọn là bởi nó khá tương đồng với tiêm kích chủ lực của không quân nước này F-16. Vì lẽ đó, F-50 là một phương tiện không thể phù hợp hơn để đào tạo các phi công trẻ. Ngoài ra, chi phí vận hành và bảo dưỡng của tiêm kích tới từ Hàn Quốc cũng rất dễ chịu. Bộ trưởng Blazek cho rằng, một phi công được huấn luyện bằng F-50 chỉ cần vài tiếng để có thể tự lái một chiếc F-16 so với những chiếc M-346 đang được sử dụng làm giáo cụ hiện tại. Tiêm kích của Hàn Quốc mang lại hiệu quả vượt trội cũng như rút ngắn được thời gian và chi phí đào tạo. f 750 là chiến đấu cơ đa năng hạng nhẹ có tốc độ tối đa 1.770 km h có khả năng mang theo 3,7 tấn vũ khí trên 7 giá treo. Để đối phó với những đối thủ trên không, tiêm kích này sử dụng tên lửa không đối không hồng ngoài AIM-9 và tên lửa tầm xa tự dẫn radar AIM-120. Trong các cuộc tác chiến mặt đất, f 750 sử dụng tên lửa tầm ngắn AGM-65 Maverick và nhiều loại bom bao gồm cả bom thông minh do Mỹ hay Israel chế tạo. Đức tắt đèn, dùng nước lạnh để đối phó với khủng hoảng năng lượng. Nhiều thành phố ở Đức đang tắt đèn chiếu sáng, các đài tưởng niệm công cộng, tắt đài phun nước, dùng nước lạnh ở các bể bơi và nhà thi đấu nhằm giảm mức tiêu thụ năng lượng khi đối mặt với khủng hoảng khí đốt. Hannover là thành phố lớn đầu tiên của Đức đã cấm sử dụng nước nóng ở các tòa nhà công cộng và đưa ra nhiều biện pháp giảm sử dụng năng lượng. Hãng tin CNN dẫn thông báo của văn phòng thị trường Hanover viết, việc tiết kiệm mỗi kWh sẽ giúp tiết kiệm cho các bồn chứa khí. Theo đó, các tòa nhà ở thủ phủ bang Hạ Saxony chỉ sử dụng hệ thống sưởi từ 1 tháng 10 tới 31 tháng 3, cấp sử dụng điều hòa nhiệt độ di động và quạt sưởi. Tuy nhiên, nhà trẻ, trường học, nhà dưỡng lão và bệnh viện được miễn trừ thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng. Thị trưởng thành phố Onei nói, Mục tiêu của chúng tôi là giảm 15% mức tiêu thụ năng lượng. Việc này nhằm đối phó với sự thiếu hụt khí tự nhiên đang diễn ra, vốn là một thách thức lớn đối với các thành phố, đặc biệt là một thành phố lớn như Hannover. Không thể đoán trước được tình hình như những gì xảy ra trong vài ngày qua. Tuy nhiên, Hannover vẫn cố chuẩn bị tốt nhất có thể. Tại thủ đô Berlin, khoảng 200 tượng đài lịch sử và tòa nhà chính quyền cũng không được thắp sáng khi thành phố áp dụng biện pháp tiết kiệm điện. Ở Munich, phía nam nước Đức các đài phun nước cũng dừng hoạt động vào ban đêm, còn Nuremberg đã đóng cửa 3 trong số 4 bể bơi trong nhà. Hiện nay các quốc gia thành viên của liên minh châu Âu (EU) đều cố gắng tiết kiệm khí đốt và tích trữ cho mùa đông. Hồi đầu tuần này, các bộ trưởng năng lượng EU đã nhất trí trên nguyên tắc về việc cắt giảm 15% lượng khí đốt tiêu thụ từ tháng 8 năm nay từ tháng 3 năm sau. EU cũng cố giảm nhanh chóng lượng khí đốt nhập khẩu từ Nga kể từ khi Moscow tiến hành cái gọi là chiến dịch đặc biệt ở Ukraine hồi cuối tháng 2. Đức, nền kinh tế lớn nhất của EU, có lịch sử phụ thuộc vào khí đốt của Nga để cung cấp năng lượng cho các hộ gia đình và doanh nghiệp. Nước này đã cố giảm tỷ lệ nhập khẩu khí của Nga từ 55% xuống còn 35% kể từ khi cuộc giao tranh ở Ukraine nổ ra. Tháng trước, Tập đoàn Năng lượng Gazprom của Nga đã cắt giảm 60% lượng khí cung cấp qua đường dòng chảy phương Bắc 1 với lý do phương Tây đã giữ lại các thiết bị trọng yếu vì lệnh trừng phạt với Nga. Động thái này của Moscow khiến Đức phải tuyên bố khủng hoảng khí đốt và kích hoạt giai đoạn 2 của chương trình khẩn cấp về khí đốt gồm 3 giai đoạn, đưa nước này tiến gần thêm tới việc phân bổ nguồn cung cấp cho các ngành công nghiệp. Đầu tuần này, Gazprom tiếp tục cắt giảm thêm lượng khí được chuyển qua đường ống dẫn số còn 20% công suất với lý do bảo trì. Chuyển sang phần tin trong nước. Cuối tháng 6 năm 2022, dư nợ bất động sản cán mốc trên 2,36 triệu tỷ đồng. Trong thông cáo vừa phát đi ngày hôm nay, 30 tháng 7, Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian qua, một số ngân hàng phản ánh hết room tín dụng là do đã tăng tín dụng quá nhanh trong 6 tháng đầu năm. Việc ngân hàng từ chối cho vay đối với khách hàng không hẳn là do hết room mà còn có thể là do phải bảo đảm các tỷ lệ an toàn hoặc một số ngân hàng xếp hạng thấp không được tăng trưởng tín dụng cao. Tính đến hết tháng 6, tín dụng đã tăng 9,35% so với cuối năm 2021 và tăng 16,69% so với cùng kỳ. Đây cũng là mức tăng cao nhất trong vòng 10 năm qua. Trong đó, số dư đầu tư trái phiếu doanh nghiệp tăng 3,21% so với cuối năm 2021 và chiếm 2,49% tổng dư nợ tín dụng. Đáng chú ý là dư nợ bất động sản đến cuối tháng 6 năm 2022 đã tăng 14,07% so với cuối năm 2021. Trong đó, tín dụng bất động sản kinh doanh chiếm 33% dư nợ bất động sản, 67% còn lại là tín dụng bất động sản phục vụ mục đích tự sử dụng. Ngân hàng Nhà nước cho biết, dư nợ bất động sản đến cuối tháng 6 năm 2022 đã cán mốc trên 2,36 triệu tỷ đồng, chiếm 20,74% tổng tín dụng toàn hệ thống. Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã khai triển các giải pháp chính sách nhằm kiểm soát chặt chẽ tín dụng chảy vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Ngoài ra, đơn vị cũng có lộ trình giảm dần tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay chung dài hạn, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các hoạt động cấp tín dụng, đặc biệt là tín dụng bất động sản. Bộ Giao thông Vận tải lại xin gia hạn thực hiện tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông Bộ Giao thông Vận tải vừa kiến nghị chính phủ cho gia hạn thực hiện dự án Cát Linh Hà Đông đến tháng 11 năm 2023 để hoàn thiện hồ sơ và mua sắm linh kiện dự phòng. Trước đó, cuối năm 2020, Bộ này cũng xin gia hạn thực hiện tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông đến ngày 31 tháng 3 năm 2021. Như vậy, tính đến nay, thời gian thực hiện dự án theo yêu cầu của chính phủ đã quá hơn một năm. Theo Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông, dù dự án đã hoàn thành, bàn giao, và đưa vào khai thác giai đoạn đầu, vẫn còn một số công việc tổng thầu EPC phải tiếp tục thực hiện theo quy định hợp đồng. Cụ thể, tổng thầu phải mua sắm vật tư linh kiện dự phòng, phương tiện chuyên ngành khu depot, hoàn thiện các hồ sơ hoàn công còn lại, tiếp tục đánh giá an toàn hệ thống đối với các hạng mục thông tin tín hiệu trong giai đoạn đầu khai thác và thực hiện công tác bảo hành công trình. Mốc gia hạn ngày 6 tháng 11 năm 2023 mà Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị cũng là thời điểm kết thúc công tác bảo hành dự án. Thành phố Hồ Chí Minh, hiệu trưởng, kế toán và bếp trưởng một trường tiểu học nhận hàng trăm triệu đồng lót tay. Thanh tra quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra về trách nhiệm người đứng đầu trong việc quy định luật phòng chống tham nhũng tại trường tiểu học Hành Thông, quận Gò Vấp. Theo kết luận của thanh tra, từ năm 2019 đến năm 2021, tại trường tiểu học Hành Thông đã xảy ra nhiều vi phạm, tổng số tiền thực hiện không đúng chi tiêu nội bộ quy định về quản lý sử dụng hóa đơn và luật kế toán với tổng số tiền hơn 990 triệu đồng. Cụ thể, đơn vị ký kết nhưng chưa đầy đủ hợp đồng lựa chọn tổ cung ứng thực phẩm, trong đó không ký hợp đồng với hai đơn vị và công ty trách nhiệm hữu hạn Cà Rốt Việt Nam và công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Nhân Tâm. Đồng thời, trường cũng không có quy định trách nhiệm xác định khối lượng thực phẩm trên hóa đơn, không giải trình được mức chênh lệch về tổng số tiền chi cao hơn cho các đơn vị cung ứng là 48 triệu đồng. Đơn vị này cũng thiếu các chứng từ hồ sơ thanh toán với số tiền hơn 27 triệu đồng. Các khoản như thu hộ, chi hộ sử dụng không đúng thỏa thuận với số tiền 358 triệu đồng. Nhà trường cũng mua thực phẩm khô và vật dụng vệ sinh hàng tháng với số lượng không phù hợp với nhu cầu sử dụng, số tiền là 482 triệu đồng. Ngoài ra, hiệu trưởng, bếp trưởng và kế toán nhận tiền hàng tháng từ các đơn vị cung cấp thực phẩm với tổng số tiền 436 triệu đồng. Điều này vi phạm quy định luật phòng chống tham nhũng. Trong đó, Hiệu trưởng Võ Minh Thông nhận hơn 100 triệu đồng, bà Huỳnh Thị Thúy Bếp Trưởng nhận hơn 311 triệu đồng, kế toán Hoàng Oanh Phượng nhận hơn 24 triệu đồng. Thanh tra quận Gò Vấp cũng chỉ ra bà Nguyễn Thị Minh Hiếu, giữ chức vụ hiệu trưởng nhà trường từ năm 2019 đến tháng 8 năm 2020, cũng phải chịu trách nhiệm người đứng đầu về các sai sót trong sử dụng tài chính số tiền hơn 883,7 triệu đồng và cả các sai phạm của kế toán bếp trưởng trong việc nhận quà tặng cùng những thiếu sót khác trong thực hiện quy định về phòng chống tham nhũng. Tránh thanh tra quận đã ban hành các quy định thu hồi số tiền hơn 921 triệu đồng sử dụng sai quy định nộp ngân sách nhà nước, thu hồi hơn 400 triệu tiền các cá nhân nhận quà tặng sai quy định và kiến nghị Chủ tịch quận chỉ đạo xem xét trách nhiệm các cá nhân liên quan đến các hạn chế sai sót để có biện pháp xử lý trách nhiệm phù hợp. Thưa quý vị, mục điểm tin tối của dkn news đến đây xin tạm dừng cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe kính chúc quý vị sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo